Quán thành công thì mình sẽ nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Nam ban muốn tiến bước tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm thì nhưng trong tầm kiểm soát anh hiểu chưa? Sau lại chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng chỉ có làm thì mới quá. Nhưng các bạn không làm bảo đòi quá ăn ăn đầu bảy nha. Cất cho nó dễ. Sau này không làm chỉ quán cứt đòi nói đi cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý ra trước. Chào tất cả 7k người đang xem ảnh livestream. Chào tất cả các đầu gấu và các con vợ nhá. Hello mấy cưng. Hi, xin chào mọi người. Ok anh em nhá. Chào các bạn. Chào bé Lê Văn Đạt. Hello bạn nhỏ. Lâu rồi mình không gặp nhau. Mình còn mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Bố mày chào hỏi tử tế lại quay ra thể hiện cái thái độ láo lồn là thế nào gì? Alo. Alo con cặc. Alo, tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Xào lồn không có gì vui, chúng ta không nên xào lồn. Con Trần Dân, mẹ, nói câu này. Đây là, nhìn tóc anh như cái lồn ý. Đúng rồi. Trẻ trâu vãi cả lồn này. Nó lại bảo tóc bảnh như lông lồn, con mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Chữ con cặp, mày nói chuyện gì mà tổn tiểu quá vậy mày? Địt mẹ đầu xuân đang nói độc một câu xúc phạm rồi. Địt mẹ mày, có một video cho mọi người xem luôn. Địt mẹ mày, bảnh hứa, bảnh nói sai, bảnh chất đầu bảnh đi. Riêng các bảnh nói sai chất đầu của các bảnh đi. Địt mẹ xem sức mạnh của các bảnh như nào luôn. Đầu xuân năm mới mày dám vào lại chi mày nói câu địt mẹ mày xúc phạm mà con chó này. Mày chữ à mày? Sao mày hậu láo thế? Hả? Ai mà giờ lên trên diễn đàn mà chữ vô văn quá thế cái đằng đầu quầy. Chứ các bạn không phải là địt mẹ mà như mấy cái thằng bán nước. Mày đọc câu nói này bộ vả mày vỡ mồm luôn. Thằng bán nước, thằng đó là con chó. Nếu mà ngoan ngoãn nha thì tí nữa gọi điện vào số điện thoại trên fanpage của Bảnh. Xin lỗi Bảnh nhá. Chứ không địt Bảnh nói là Bảnh làm nhá. Riêng các bạn không phải dạng vừa đâu nhá. Nhà lao đầu địt mẹ mày, Bảnh đánh cả nhà mày. Thằng đó là con chó. Địt con chó chết này, địt con mẹ mày. Địt mẹ mày, đọc câu nói này. Có một video luôn cho mọi người xem. Con chó này phải quỳ xin lỗi Bảnh luôn. Địt mẹ mày. Tôi thách lên con chó. Xáo lồn. Mày nói tục thì mồm mày bẩn. Mày nói tục thì các gì mồm mày ăn cứt được. Mày nói tục thì cảm giác kiểu mày đi bốc cứt ném tao ấy, chắc gì mày đã ném được. Bản chất của Bảnh không phải dạng vừa nhá. Còn địt mẹ mày, xin lỗi anh Khá nhá. Địt mẹ đầu xuân năm mới mày bình luận mất dạy nhá. Bố đánh cả nhà mày luôn. Địt mẹ mày nói sai, bố mày chết luôn. Bố mày không cho mày lên mạng. Clip lên mạng địt mẹ mày, làm bố mày đánh mày. Mày quỳ xuống xin bố mày. Bố mày bé tí mày luôn. Coi chừng tao nha. Chút xíu tao. Tao lóc mày á. Địt con chó chết này. Địt con mẹ mày. Giết chết con mẹ mày nhá. Mày chữ thầy tao bắn mày liền á. Đủ tao bắn mày á. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có súng đây nè. Bố mày đánh cả họ mày. Bố mày địt mẹ mày. Mày thấy cái này là gì không? Cái thằng cúc của nhà mày. Con chó điên này. Hãy tôi xử trí cái thằng này. Mày thấy cái này là gì không? Mày chết mày cho mày. Quá luôn đấy, thì con mẹ bố mày lại kinh mày quá luôn đấy. Bố mày chết cả nhà mày á.
cựu má mày bữa nay có tiền rồi, đi đường quyền mạnh ghê luôn, đủ mới có tiền đâu. Mày không hớt được đâu con trai, tôi bi không tình yêu.